209 that CR represent. Check this out. Để cho mọi thứ luôn cân bằng thì mình cứ luôn là mình, làm sao phải suy nghĩ, làm sao phải nghĩ suy, mở rộng tâm trí, mở rộng những góc nhìn. Dù dây mình ghi từ chân mình đi để thấy mọi thứ thật kỳ vĩ. Mẹ anh vẫn bảo nếu mày viết nhạc thì mai ra mà ăn, nhưng anh chỉ muốn nó sống, nó cống hiến giống như vài bạn nhà văn. Và trong đó niềm vui là chủ đạo, chỉ mong ngày mai còn đủ gạo. Tâm hồn này còn nhiều thiếu sót nên anh lấy âm nhạc để bù vào. Nhưng dù sao mọi thứ đều có sự tương ứng, thành quả mà chưa trả thù lao thì có rút máu ra làm lương cứng. Tưởng chừng đam mê chỉ là tượng trưng, nhưng giờ vẫn viết đâu ai ngờ, thưởng thức trọn vẹn qua từng phút từng giờ. Dẫu biết lâu phai mờ, trân trọng khoảnh khắc này từng chút. Dừng bút đã đến thôn vĩ dạ, cuộc đời cho mình những gam màu, trả lại cuộc đời mỗi bức ký họa. Không thể phí phạm vì tay làm thì hàm nhai, dù cho mình có phi phạm thì cũng nhiều khi làm sai. Rap đã đứng yên và chứng kiến lúc anh từng đau đớn, chấp nhận và đối diện với khối chuyện, chấp thuận đứng sau chợ sau những chuỗi dài có sự bí bách. Không để nước mắt mẹ rơi tí tách, khiến cho mẹ có thể nghe xuôi tai khi để anh với rap cùng nhau lớn. Có những cơn mơ tuy đều đơn sơ nhưng mãnh liệt như bông hoa chớm nở. Còn gì đẹp hơn khi mà mẹ cười hãnh diện vì con mà hớn hở. Có những cơn mơ tuy đều đơn sơ nhưng mãnh liệt như bông hoa chớm nở. Còn gì đẹp hơn khi mà mẹ cười hãnh diện vì con mà hớn hở. Ở tuổi 20 vẫn còn nhiều sợ sệt, chữ nghĩa nó ngổn ngang nên anh đành làm người thợ dệt. Đã nó vào beat thật gọn gàng, ngắm nhìn và yêu những giai điệu. Em không nghe lầm đâu, đắm chìm và điêu đứng. Ngày mai liệu còn sức nhảy múa cùng vần câu, nhưng cũng chẳng phải là gì trọng đại. Những gì nó vang ở trong tai, anh mong mai như giọt sương là thứ tinh túy còn đọng lại. Tìm thấy bình yên ở trong loạn lạc, kinh nghiệm khi nghe lời phản bác. Bình yên trong bữa cơm đạm bạc, bình yên là khi được hưởng thụ những điều đơn giản khác. Bình yên là khi được hưởng thụ những điều đơn giản khác. Nên là biết nhiều thật tuyệt diệu, nhưng biết điều còn tuyệt hơn, tiếp rượu bằng đôi mắt, đừng vội đặt mình vào chuyện thiệt hơn. Để cho mọi thứ luôn cân bằng thì mình cứ luôn là mình, làm sao phải suy nghĩ, làm sao phải nghĩ suy, mở rộng tâm trí, mở rộng những góc nhìn. Dù dây mình ghi từ chân mình đi để thấy mọi thứ thật kỳ vĩ.